Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Công đoàn Lào Cai số tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, 23 tháng 9 năm 1958, 23 tháng 9 năm 2023 và chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ, mục tiêu của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành hướng dẫn số 111 ngày 16 tháng 1 năm 2023 về việc hướng dẫn đăng ký, xét công nhận và gắn biển công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, đồng thời triển khai sâu rộng mỗi công đoàn cơ sở thực hiện một công trình, phần việc hướng tới mục tiêu góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho đoàn viên, người lao động và tiện ích, tiện dụng cho cộng đồng xã hội. Theo đó, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình, phần việc và tổ chức gắn biển. Tiêu biểu như phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đường giao thông liên gia Trung Lành Hồ dài 300m, rộng 1,2m, tổng giá trị là 80 triệu đồng. Ao cá công đoàn rộng 990m² với tổng giá trị đầu tư 870 triệu đồng của công đoàn cơ sở công ty cổ phần phát triển năng lượng Đông Nam Á. Ngoài công tác sản xuất, kinh doanh thì tất cả các đoàn viên trên nhà máy thực hiện theo cái tinh thần của công đoàn cơ sở phát động là tạo cảnh quan môi trường và chăm sóc cây hoa cây cảnh và chăm sóc ao cá, và cũng đi kèm với đó là cũng nuôi một số cái những cái gia súc để phục vụ cho đảm bảo cái sinh hoạt hàng ngày để cải thiện cho cái bữa ăn của công nhân. Nhằm tạo không gian xanh sạch đẹp gần gũi với thiên nhiên, công đoàn cơ sở công ty cổ phần phát triển năng lượng Đông Nam Á phát động phong trào trồng gần 7.000 cây hoa giấy và hoa ngũ sắc hai bên đường. Với 75 đoàn viên công đoàn làm việc tại 3 nhà máy thủy điện, công đoàn công ty giao mỗi đoàn viên phụ trách trồng 100 cây. Phong trào đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên và tạo không khí sôi nổi thi đua trong các đơn vị. Để hưởng ứng cái tinh thần đại hội của công đoàn tỉnh thì đối với công đoàn cơ sở của chúng tôi ấy, thì cũng triển khai các cái hoạt động, các cái phong trào. Thì trong đó thì chúng tôi cũng có phát động, đó là phong trào trồng cây xanh, phong trào nuôi ao cá và một số các cái hoạt động liên quan đến công tác sản xuất. Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Bát Sát đã có 3 công trình phần việc được gắn biển, công nhận chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Các công trình có ý nghĩa thiết thực, tạo tinh thần cao trong hưởng ứng các phong trào thi đua của công đoàn. Nhân các hoạt động để chào mừng Đại hội Công đoàn huyện tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2023-2028 thì Liên đoàn Lao động huyện Bát Sát cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở là tổ chức các hoạt động thiết thực, các công trình để chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 17, trong đó có 3 công trình chào mừng, đó là công trình ao cá công đoàn thuộc công ty cổ phần thủy năng lượng phát triển Đông Nam Á, và công trình thứ hai là công trình đổ sân trường bê tông của trường tiểu học Cốc Mì. Công trình thứ ba là công trình đổ đường giao thông nông thôn tại thôn Phìn Báo, xã Trung Lèng Hồ. Mới những thành tích như trên thì Liên đoàn Lao động huyện Bát Sát cũng đã quyết tâm phấn đấu để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai giao năm 2023. Các công trình này rất là thiết thực đối với đoàn viên công đoàn của huyện Bát Sát, thì các công nhân viên chức lao động cũng hưởng ứng rất là nhiệt tình. Liên đoàn Lao động huyện Bát Sát đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn về bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, coi đây là phương thức bảo vệ người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu quả. Với 105 công đoàn cơ sở và 2.781 công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã có các giải pháp và hình thức phù hợp, phát huy vai trò của người lao động trực tiếp sản xuất và cán bộ công đoàn ở cơ sở, tăng cường tương tác giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên người lao động trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật như tham gia luật công đoàn, các đạo luật khác liên quan đến lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, công chức viên chức. Đối với công đoàn cơ quan huyện ủy thì xác định được cái việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho các đoàn viên công đoàn trong cơ quan, cũng như việc chăm lo tới
việc thăm hỏi, động viên kịp thời đối với các đoàn viên công đoàn trong cơ quan. Thì trong những năm qua, thì đoàn viên công đoàn trong cơ quan đối với ban chấp hành thì thường xuyên được chăm lo tới đoàn viên công đoàn, thường xuyên tổ chức các cái hoạt động tạo nên tinh thần vui tươi, tinh thần tạo nên động lực cho các đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, được thể hiện qua các cái hoạt động thiết thực như là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Cũng trong các công trình sản phẩm, phần việc chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 17 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh khánh thành công trình nhà hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến với tổng giá trị đầu tư là hơn 3,6 tỷ đồng. Công trình được trang bị thiết bị nội thất, âm thanh, ánh sáng đầy đủ, hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt việc tổ chức hội thảo, hội nghị, các hoạt động tập thể, đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của công ty. Với Công đoàn cơ sở Tập đoàn Nam Tiến, thì sau cái phát động của Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn thành phố, thì đối với Công đoàn cơ sở Tập đoàn Nam Tiến thì rất nhiều những công trình, các dự án ở nhiều nơi, có những dự án ở trong tỉnh Quảng Nam, dự án ở Nha Trang và những dự án ở Văn Bản. Thì đối với tập đoàn thì Công đoàn cơ sở thì sẽ có những cái tổ công đoàn, nên là những cái nơi để sinh hoạt đấy cũng là cái thiết thực để cho những đoàn viên công đoàn có cái thời gian và cơ hội để giao lưu. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Bên cạnh những công trình, phần việc, thời gian qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến triển khai kịp thời các hoạt động, phong trào gắn với nhiệm vụ, mục tiêu, tuyên truyền vận động toàn thể đoàn viên tham gia tích cực. Luôn luôn sẵn sàng tham gia các chương trình phát động phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động cấp trên cũng như là của Công đoàn Công ty phát động. Luôn tham gia với một tinh thần nhiệt huyết, nhiệt tình và sẵn sàng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ để được giao, để cho cái phong trào của công đoàn ngày càng phát triển đi lên. Không chỉ có hai công trình trên, tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, có 672 công trình, sản phẩm, phần việc thi đua của các cấp công đoàn thực hiện với giá trị 12.056 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức gắn biển một công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, với giá trị công trình trên 3,6 tỷ đồng. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và gắn biển 28 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đem lại hiệu quả tích cực, từng bước tạo sự đột phá trong công tác công đoàn, giúp đoàn viên người lao động được làm việc với điều kiện tốt hơn, được quan tâm và bảo vệ quyền lợi, tạo thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn. Cùng với các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 17, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tuyên truyền những ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn các cấp, trong đó tập trung phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động như việc làm, tiền lương, điều kiện lao động. Các đề xuất, sáng kiến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động, đặc biệt là tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, các quyết nghị của Đại hội các cấp về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Ánh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động đối với đại hội, rồi tuyên truyền các cái phong trào thi đua, rồi các cái công trình, phần việc, rồi những cái hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng đại hội, rồi các cái hoạt động như là chăm lo phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Thông qua đó thì để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, và cũng là cái tiền đề để cho tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ tiếp theo. Các công trình phần việc chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai và Đại hội Công đoàn các cấp thực sự là những món quà thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đoàn viên công đoàn, hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự kiến tổ chức vào ngày 10-11 tháng 10 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chương trình Công đoàn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.